Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Vũ Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện thử thách 24 tiếng ở trên xe máy. Và con xe máy tôi sẽ sử dụng thực hiện thử thách đó là Z1000. Của Samsung là em Z300. Tôi là con Z135. Cái thử thách này thì chúng tôi phải ngồi trên xe máy nha các bạn nhá. Ngồi trên xe máy, không được xuống xe. Đó, trong 24 tiếng. Thử thách này khó đấy. Ngồi trên xe máy này thì ê hết mông. 24 tiếng cơ mà. Thì cái thử thách này mục đích là để xem ai là người chiến thắng, xem ai là người bỏ cuộc trước. Chẳng như là xem ai là người chiến thắng giữa ba anh em ấy. Ba anh em cùng thi đấu với nhau, ba anh em cùng ngồi lên mỗi người một xe, xem ai là người rời khỏi xe đầu tiên là người đó thua. Không phải ngồi độc trên xe máy, có thể di chuyển bằng xe máy đi lại lơi lơi phải không? Vâng, thì chúng ta ngồi trên xe máy chúng ta có quyền đi mà, đâu nhất thiết là đứng một chỗ đâu anh. Okay. Miễn là mình ngồi trên xe máy 24 tiếng. Ok. Đó, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy không? Chơi luôn. Đó. Lên xe luôn nhá. Okay. Thì bắt đầu thử thách từ lúc 7 rưỡi sáng nhá. Ok nhá, 7 rưỡi sáng nhá. Ok. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ cần ngồi trên xe như này thôi và có quyền được lổ máy đi, miễn là làm thế nào ngồi trên xe là 24 tiếng là được, hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Chơi. Bắt đầu tính giờ rồi mà. Ok. Đấy. Con Z1000 thì ngồi rất là êm các bạn ạ, thụt nó nhún rất là sướng này, êm đỡ đau mông các bạn ạ. Của em thụt cứng đào. Z300 của sáng cùi vóc cứng lắm các bạn ạ, ngồi yên đau đít lắm. Của anh con xe có đau đít không? Của anh mới bọc thêm một lớp da yên nên cũng êm. Mới đầu vào thử thách thì tôi cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà không biết có trụ được 24 tiếng không các bạn ạ. Ngồi chỉ vài tiếng thôi, có khi ê hết mông. Thế mà thử thách chứ, thế mày ngồi được vài phút xong là xuống thì nói làm gì. Trời hôm nay lại hơi âm u, không biết lại có mưa không ta. Mưa anh em mình chui vào lán này, miễn là anh em mình ngồi trên xe này được, anh em mình có thể lùi lại hoặc tiến lên hoặc là đi thoải mái, anh hiểu không? Mưa thì chúng ta có thể tránh vào lán. Và rất nhiều bạn bảo tôi review con xe của Sán Nhật Su, mà con xe Z300 của Sán Nhật Su thì nó không độ cái gì cả, ngoài cái kính chân gió này nó xe không có, chả có gì nó cả. Là một con Z300 zin, vì thế nó không độ cái gì cả nên tôi không biết quay cái gì cho bạn xem. Đây được hai cái kính cúi vắt à, đây được hai cái gương chiếu hậu đây, chứ còn không độ cái gì hết nhé các bạn nhá. Dán tem cũng không dán luôn. Tị ba anh em mình làm kèo đua không? Trời ơi. Anh phải chấp em lửa đường. Chấp. Dạ, đua dòng chạy bộ là. À không, chơi luôn. Rồi, dòng chạy bộ là phá luật rồi, là anh em mình xuống xe rồi. Thôi để dịp khác vậy. Đẩy chân này. Rồi đua luôn. Rồi đua. Chúng tôi vừa nghĩ ra một trò chơi đó là chúng tôi sẽ đua, nhưng mà ngồi trên xe đua kiểu như này. Đấy. Không phải là đua vít ga này đâu, mà là đua dùng chân đẩy này, dùng chân đẩy nha các bạn nha. Bây giờ chúng tôi sẽ đua khoảng 100m. 1, 2, 3, bắt đầu. Ôi trời ơi, tôi bị thua rồi các bạn ơi. Ôi xe 1000 nặng quá các bạn ơi. Anh cột về đích rồi các bạn ơi, sáng về đích rồi, tôi vẫn ở đây. Tôi cảm giác mình nặng quá các bạn ạ. Ok, nhưng mà thôi tôi sẽ cố gắng về đích các bạn. Vẫn phải cố gắng về đích vậy. Vậy là tôi đã về đích các bạn nha. Ôi mẹ. Ôi lại bao giờ hết 24 tiếng trời. Lâu lắm, 24 tiếng lâu lắm. Chán ghê nhỉ. Có trò gì chơi nhỉ? Anh em mình bây giờ vào game chơi đi cho đỡ chán đi. Game đi. Bỏ thoại ra chơi game đi. Game đi. Ngồi 24 tiếng cũng chán các bạn, phải vào chơi game cho đỡ chán. Bắn nó ấy. Sáng bắn nó. Bắn đi. Ô, con bắn đi. Anh côn từ này. Anh côn lên hỗ trợ sáng, bắn đi anh côn. Bắn nào mà máy nó chậm lắm. Bắn đi, ok anh côn kìa. Đang bắn này. Anh côn đứng im đấy. Ok. Anh côn mình sao đấy, đứng im làm gì? Bắn đi anh côn. Máy nó đơ. Ui, chết chậm gì à. Anh côn không bắn à, sẽ làm chết hết cả tem đấy. Máy nó chậm gì à. Đưa em xem máy là điện thoại em sao nào. Máy sao đéo hết. Điện thoại gì mà trên này không vào được game đấy. Nó chậm lắm. Điện thoại gì mà dùng đơ đờ này đi chơi game kiểu gì. Chết hết rồi.
Em có một app gọi là giúp cải thiện máy cho máy chơi game tốt hơn, cho game mượt hơn đấy. Đây để em tải cho anh nhá. Cái app này là app iClear, để em vào em tải cho anh luôn này. iClear để em tải cho dùng ngon. Cái phần mềm này giúp dọn rác này, diệt virus này, đủ thứ luôn. Đây, đầu tiên luôn này. Cài đặt luôn, nó chỉ có 12MB thôi, rất là nhẹ. Rất là nhẹ trong máy. Đấy. Tải tí là xong rồi, đấy, tải phát xong luôn. Mở ra luôn. 12MB à? 12MB bọn nhẹ ơi, nhẹ thế nhỉ. Ok. Đây là giao diện chính của app iClear nhé các bạn nhá. Thì cái app này có rất nhiều tính năng hay, đặc biệt là giúp tối ưu game, tăng tốc game để cho chơi game mượt hơn. Đấy, bây giờ em sẽ vào đây, tăng tốc game cho anh xem này. Đó, bấm vào thêm game. Anh muốn thêm cho game nào nó chạy nhanh, chạy mượt thì anh cứ bấm vào đây. Tích hết vào. Đấy, rồi bấm thêm, rồi tăng tốc game luôn. Đó, thế là anh chơi game mà mượt mà luôn đấy. Còn tính năng dọn rác điện thoại này, giúp điện thoại nó xảy phóng rác này, đấy, những mê 300MB rác này. Đấy, thấy chưa? Quá trời rác luôn này. 350 rồi kìa. 360, 380. 400MB rác này. Ui. Này lát là phải. Điện thoại anh thế này lát là đúng rồi. Ui giời. 600MB rác luôn, dọn luôn đi. Ok, ê, lát bét là phải. Thế thì rồi đấy, bây giờ đi lại nhanh nữa, em dọn rác cho anh lại nhanh nữa. Gọi tăng tốc bộ nhớ nữa cơ. Bây giờ em tăng tốc bộ nhớ luôn này. Tức là nó tối ưu những ứng dụng là chạy ngầm hay những cái rác gì đấy là tối ưu hết cho anh. Nó bỏ loại bỏ hết cho anh. Đấy, bây giờ máy chạy mượt lừ luôn. Đọc vài bước cơ bản là máy chạy mượt ngay, nhưng mà cái ứng dụng này vẫn còn nhiều cái hay lắm. Đây, giống như là khóa hình ảnh, quản lý hình ảnh nhá. Người lạ mượn máy điện thoại anh, người ta không xem hình ảnh của anh, phải có mật khẩu thì mới xem được. Quản lý ứng dụng thế. Rất là hay. Có cả khóa ứng dụng mà anh nhớ đâu tôm tép nó vào xem ứng dụng linh tinh ấy, anh có thể khóa lại bằng mật khẩu để tôm tép không mở được. Đấy, quản lý trẻ con luôn. Đấy, rất là hay luôn. Đó, anh có thử xem là điện thoại có mượt hơn chưa? Mượt chưa? Chạy mượt chưa? Mượt. Ok, chơi tiếp nha. Đấy. Đấy. Cái ứng dụng iClear tốt lắm, tải về mà dùng sáng tải chưa? Em tải rồi. Tải về cái là điện thoại hết đơ hết giật luôn. Rồi, cho vào chơi game tiếp anh con này. Lần này anh con mà chết ấy thì không được đổi tại cho máy giật máy lag nha. Rồi chơi đây, vào chơi đi. Bạn đi. Rồi, lên. Kìa, đứng lên, mặt kìa. Lên. Bắn nó, bắn. Đấy, ui anh côn bắn được ngay rồi. Mày. Được, anh côn được khá đấy. Độc ngồi chơi này không phải dễ đâu nhá các bạn nhá. Các bạn cứ nghĩ là ngồi như này đơn giản nhưng mà đau lưng lắm, ngồi dạng thẳng đứng không. Ngồi trên xe máy nó thẳng đứng người lên đi, rất là khó chịu đau lưng. Các bạn không tin các bạn cứ thử đi. Em ngồi chơi game lúc là hết ngày. Đau đừng dã man luôn. Hết ngày hết đầu mày em. Xem mày ngồi được bao nhiêu mày kêu ngồi chơi game một tí là hết ngày à. Sáng su chuyên gáy nhưng mà cuối cùng là chuyên thua. Ngồi mãi một chỗ cũng chán, hay là anh em mình làm một chuyến đi lên thành phố nữa, đi về đi. Bây giờ đằng nào cũng ngồi trên xe mà. Thì cũng được. Thì bây giờ mình cứ ngồi yên một chỗ cũng chán, bây giờ mình di chuyển đi. Mẹ ơi, mẹ lấy con cái mũ bảo hiểm mấy chìa khóa xe ra đây. Đi đâu? À, con đi phượt. Phượt cái gì mà phượt? Con làm thử thách 24 tiếng trên xe mà mẹ. Thế em phải nhờ bác lấy hộ đồ vậy. Đang bảo là đi phượt thì mẹ tôi mắng các bạn. Trời. Mẹ cầm kiểu gì rơi con bảo cái mũ con 7 triệu đấy, 8 triệu đấy. À, anh con đụng mũ này chứ? Chẳng muốn lấy mũ nào. Đâu. Ok. Rồi sáng đụng mũ này đi. Đấy, đụng mũ này. Mũ này để tôi gắn máy quay vào đây các bạn ạ. Mẹ em lấy con đồ này, máy quay với ba lô đây. Vậy anh con đổ xăng kiểu gì? Cái này đâu. Thế là anh con vẫn chưa xuống xe nha các bạn nhá. Vẫn là trên xe ra đổ xăng kiểu mới.
Tôi thì ở trên này dễ hơn. Tôi mới sáng xu ở trên này, trên lắp bình xăng của anh Côn phải kênh cái đít kia. Của con này có 200 nữa. Em tưởng quả đổ xăng này anh Côn phải xuống xe cơ. Xuống xe là thua đấy. Xuống xe là thua nha. Chúng tôi đã lên đến thành phố nha các bạn nha. Thì đây là thành phố ở quê tôi nhá. Thì bây giờ đã là 11 giờ 25 phút rồi. Thì rất là khát nước rồi. Bây giờ anh em mình khả năng là vào quán nước lại uống nước luôn nhá. Thì chúng tôi vẫn luôn luôn ngồi trên xe nhá, chưa dám xuống xe vì vẫn đang thực hiện thử thách. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe máy, anh Côn mệt chưa? Bình thường. Chưa mệt à? Yeah. Sáng mệt chưa? Bình thường thôi, nhưng mà hơi buồn đi vệ sinh. Vệ sinh ở đâu bây giờ? Khả năng là bây giờ anh em mình phải đi kiếm một cái chai cho sáng như xu. Sáng xu bột vệ sinh rồi. Sáng có gì? Dừa đi. Ba quả dừa. Ngồi đi, ngồi đây. Em ngồi trên xe uống. Ngồi trên xe uống luôn chị ạ. Chặt luôn cho em nhé, chặt luôn cho em nhé. Ok, cảm ơn chị nha. Này, sáng đưa cho anh Côn. Có tới không? Rong lên cho anh Côn. Con tới đấy. Chưa là anh lùi tới luôn. Tới rồi. Sao xu. Bọn em đang làm cái thử thách là 24 tiếng ngồi trên xe máy không được xuống. Đang khát nước thì được uống quả dừa lạnh rồi sướng ấy, tỉnh hết người các bạn. Anh em mình uống nước xong đi đâu bây giờ ta? Thôi thì cứ ngồi đây thôi, thì đằng nào mình anh em mình vẫn ngồi ở trên xe máy mà đâu có xuống đâu. Thì cứ ngồi đây nghỉ ngơi đã. Nghỉ ngơi xong rồi tính. Vậy là chúng tôi đã ngồi trên xe máy được hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ là hơn 12 giờ rồi. Bây giờ bắt đầu thấy ê mông các bạn ạ. Thấy ê mông rồi đấy. Em thấy ê mông thì lấy cơ, yên cứng. Hai xe lại bất lợi. Xe tôi lợi thế tôi nằm lên trên xe được. Hai xe lại cái bình xăng thì nhô lên. Cái yên thì thấp xuống lên nằm chắc không được. Để em ngồi thử đây cho được không? À ngồi đây. Ngồi đấy khác gì ngồi ở dưới đây. Vẫn đau các bạn, ngồi đâu cũng đau. À đâu cho chân lên đây. Cho chân lên đây ngủ. Ừ được đấy. Được thì anh ngửa người ra thì nào. Đấy ngủ được kiểu này. Ai 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 mỏi đầu. Như anh đây làm thoải mái nào đâu. À. Sướng xe anh Côn lại thế. Thì bây giờ cũng muộn rồi, hay sáng đi xu đi mua cơm về đi. Mua cơm để mấy anh em ăn. Đói lắm rồi, anh Côn đói chưa? Đói. Sáng đói chưa? Mua cơm này. Sáng 2 giờ hơn. Sáng đi mua cơm ở đây, sáng ăn phở ăn cơm. Cơm. Anh Côn ăn cơm hay ăn phở? Cơm rồi. Ok, đi mua 3 suất cơm rang về đây. Anh ơi. Chị ơi, đem 3 suất cơm rang dưa bò ạ. Vâng, đem về ạ. Không lấy canh nhá. Không ạ. Vì tôi ăn 3 chà loang bò húc nhá. Tôi không xuống xe các bạn ạ. Phải tuân thủ chứ. Cơm à. Tưởng mày về đến quê mày mua cơm rồi mày đem lên thành phố. Anh cô tưởng là mày trốn về quê bỏ anh em mình ở đây. Nghĩ sao em thực hiện thử thách thì... Đâu nước đâu, không mua nước à? Đây nước đây, bên này. Mỗi bên một bọc. Ăn cơm phải có nước uống hay không thì ăn thế nào được. Nhạt quá, không ăn nước tương đen nhạt quá, không hợp khẩu vị tôi. Sáng nay xu ăn xem mà, xem nêu cảm nghĩ xem nào. Em thì nếu mà có thêm chút tương ớt nữa thì quá ngon. Mà ăn thôi, thử thách thì có cái gì ăn cơ đấy. Sao? Ngon mà. Ngon à? Ô, hay là đã đói nên đói. Ngon nhưng ngon mà anh. Giờ gần 1 giờ kém gì thì ăn cái gì mà chả ngon. Đói các bạn ạ. Này giống như đi bụi ý. Ba anh em đi bụi.
khổ thực hiện thử thách nó khổ đấy đấy. Mọi người nhớ bấm đăng ký kênh nữa nha nhá, khổ lắm. Thôi ăn đi anh Côn, ăn đi, không quay nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi ngồi trên xe máy ăn cơm các bạn ạ. Anh Côn bao giờ ngồi kiểu ăn cơm chưa? Anh nhiều lần rồi, đi làm nhiều lần ngồi ăn cơm kiểu này rồi. À, anh Côn nó bươn trải nhiều xã hội nên ngồi kiểu đấy ăn cơm rồi, sáng ngồi kiểu đấy ăn cơm bao giờ chưa? Em thì chưa. Tôi lần đầu tiên ngồi trên xe máy ăn cơm các bạn. À tôi kể cho các bạn nè, tôi đi làm ở trong kia, làm trong khu biệt thự, đập phá một cái nhà cũ đi để xây nhà mới. Trời nắng rồi, đến giờ ăn cơm rồi, rồi sang cái cửa cổng nhà biệt thự nhà bên kia ngồi ăn cơm. Cả 4-5 anh em đang ngồi ăn cơm, các bạn biết sao không? Chủ nhà nó ra đuổi chỗ này không phải chỗ ăn cơm, nó đuổi đi. bực thật. Khổ nha. Mà trời lắng lôi, có chỗ đấy cổng nhà bên cạnh nó mát, sang ngồi để ăn cơm rồi ra chủ nhà nó ra nó đuổi, chỗ này không phải chỗ ăn cơm. Rồi 4 anh em lại bê đi ra chỗ khác ăn. Trời lắng lôi, trong Sài Gòn không phải lắng như thế này đâu các bạn. À mà thế là anh ngồi trong cổng nhà người ta hả? Không phải ngồi trong cổng, ngồi ở trước cửa cổng nhà người ta thôi. Thế tức là ngồi mở vỡ ở vỉa hè mà cũng bị đuổi á? Mà vỉa hè nó đấy là trong khu biệt thự của nó. Tức là trong khu nhà giàu mình không dám cãi phải không? Đúng rồi, khu nhà giàu, khu biệt thự ấy. Nghĩ cũng bực nhỉ. Đấy là cái hè để đi đúng lại rồi. Chứ đâu phải là cửa nhà ta người ta mà đuổi, có quyền đuổi nhỉ. Nhưng mà thôi chấp nhận các bạn. Đời công nhân mà đời vất vả mà làm sao thấp cổ bé họng, làm sao dám nói lên tiếng nói của mình. Thôi anh Côn cố gắng nói em cho miếng thịt bò này đấy. Là thương cho miếng thịt bò này. À phê thế. Trời sáng rồi anh Châu à? Sao ra sao của tôi à? Tôi còn nguyên sáng là sáng là ăn thương hết rồi. Sáng đùn ăn nhanh chưa các bạn ơi? Trời ơi, đói em cũng còn nguyên. Đói anh thấy đấy. Sáng đủ ăn, sáng đủ ăn nhanh đấy mới được. Ngon. Bây giờ là hơn 1 giờ chiều rồi. À, khả năng bây giờ chúng tôi sẽ đi về quê nhé các bạn nhé. Chứ ngồi ở công viên mãi cũng oải. Bây giờ chúng tôi sẽ đi về. Chán lắm rồi. Ngồi công viên lâu quá cũng mỏi. Bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển để cho đỡ mỏi các bạn ạ. À đúng rồi. Bây giờ anh em mình đi về, trong trên đường về có quán cắt tóc là về vào cắt luôn. Tóc tội rất là dài rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi về. Ờ, cắt tóc ở đây, nó đi chậm ấy. Xe em còn sao bì được xe anh rồi, đi chậm. Tao đi hả? Đấy. Đua dắt bộ thì anh thua thật. Nhưng mà riêng về đi thì sao ăn được chắc 1.000. Về sau là đúng rồi. Rồi đây, bây giờ tôi sẽ cắt tóc ở quán này nhá. Bây giờ gọi anh chủ quán ra xem anh cắt không. Bây giờ em muốn cắt tóc, nhưng mà bọn em đang làm thử thách là 24 tiếng ngồi trên xe máy ấy, thì được, bây giờ okay. Anh có hỗ trợ bọn em là cắt luôn trên xe được không? Thì xe, chắc anh phải bắt ghế mất. Mày cao mà. Thì bây giờ em mới sáng sẽ cắt thì em thấp này, em thấp. Thì em thì em cúi xuống thế này. Rồi ok em. Ok nhá, thế anh cắt cho em bọn em nhá. Đầu tóc gọi là dài quá rồi bây giờ. Ủa, mới tỉa. Lần đầu tiên cắt tóc ngồi trên xe các bạn ạ. May là gặp anh cắt tóc có tâm, anh ấy ngồi trên xe thì vẫn cắt cho anh bắt ghế này các bạn nhìn này. Không, anh đuổi anh thằng cổ. Không phải vì anh chiều cao nó hơi khiêm tốn, có 1m8 thôi. Nếu mà gặp thợ cắt tóc khác có khi người ta không cắt cho, căn bản là mình ngồi trên xe mà. Hơi khó tí nhưng mà chắc là ok. Nhưng mà anh cắt bao nhiêu năm, cắt tóc bao nhiêu năm rồi anh thì quên đi. Khoảng tầm 10 năm rồi em ạ. Thế thì quan trọng gì đấy, là chứ là thế là gặp những thợ giỏi đấy các bạn. Có khi anh nhắm mắt cắt được. Khi anh phải bịt thử kéo thử thách bịt mắt cắt tóc kéo được ấy nhỉ, kéo lằng nhằng mất luôn tay em chết. Chắc là có gì đâu, chỉ mất miếng thôi mà. Vậy là xong rồi các bạn nhá. Sau khoảng 15 phút thì anh cắt tóc đã cắt cho tôi xong. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Anh cắt đẹp nha. Ok. Lần đầu tiên ngồi trên xe máy cắt tóc, cảm giác thì nó rất là mới mẻ nhưng mà nó không được thoải mái lắm. Rồi ok anh ơi. Xong rồi ạ? Xong rồi anh. Chính xác là khoảng 20 phút quả đầu này, hơi lâu. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. 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 Tuy ngồi trên xe máy cắt tóc nhưng mà anh thằng cắt tóc cắt vẫn rất là phẳng nha bạn nhá. Vẫn rất là đường nét, vẫn không bị lệch luôn, tuyệt đẹp luôn. Đấy. Đâu, các bạn comment xem có đẹp các bạn không nhá. Đúng rồi. Các bạn thử comment xem là đầu tôi với đầu sáng xu đẹp không nhá.
chúng tôi lại về nhà các bạn ạ. Bây giờ chỉ ở nhà thôi, không đi nữa, các bạn sắp tối rồi. Thì bây giờ chỉ thực hiện thử thách ở nhà thôi. Cũng không biết đi đâu. Thế bây giờ sắp tối rồi đi đâu nữa. Tối đêm hôm mà đi xe nguy hiểm. Không đi tối, ở nhà. Cởi cái áo ra, lắm à. Giờ lại kiếm trò gì chơi tiếp nhỉ? Chứ không cơ, ngồi lên chát. Ok, kiếm trò gì chơi ra. Thì bây giờ anh em mình sẽ chơi một trò chơi đi. Mẹ ơi, chơi đi. Mẹ lấy con ba quả bóng lên ơi. Cảm ơn mẹ nha. Cách thức chơi là như này, anh em mình sẽ cân như này. Đấy. Ai để quả bóng rơi cuối cùng là người đó chiến thắng. Hai người thua thì sẽ bị chịu phạt mỗi người một tiền đầu. Ok, sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đã tâm vừa phải nó sáng, tâm cao quá là rớt. Đâu ai bắt lại tâm cao đâu. Hai tâm giỏi thế nhỉ. Em tâm cao quá mà. Lại anh tâm sáng mai quá. Em tâm đến 2 ngày nữa này. Ôi ơi. Anh nhận thua rồi. Ê. Mẹ đi lấy cho con trai giàu mấy cái thìa. Ít thôi anh con ạ. À, kinh ngạc. Chán thìa, chán thìa. Bây giờ là 7 giờ tối rồi các bạn ạ. Thì ăn cơm tối rồi, đói lắm rồi, sáng đói chưa? Đói lắm, suốt từ trưa ăn một hộp cơm. Vừa đau lưng vừa đói các bạn ạ. Mỏi hết lưng. Mẹ ơi, mẹ. Ơi. Lấy con cơm đây, con đói quá. Náp ngủ liên tục. Mẹ. Các bạn ngồi ngoài trời này, bây giờ kiểu bây giờ nó thời tiết gọi là se lạnh của mùa đông thì các bạn ạ. Bây giờ nó cứ lạnh lạnh ý, cái giọng buồn ngủ ấy. Đau lưng quá. Ôi, cơm rồi. Con xin đã ui rồi, phải ngon đấy. Cơm cái gì? Tôi có tôm, tôm. Đũa. Ơi. Đang đói. Cảm ơn mẹ nha. Đây là bữa tối của chúng tôi này. Đây. Tôm, con tôm ngon. Bây giờ chỉ có nghịch điện thoại thì mới đỡ chán thôi, chứ còn bây giờ không làm gì, cứ ngồi trên xe không, chán lắm các bạn ạ. Phải nghịch điện thoại cho đỡ chán các bạn. Ngồi đốt lấy rồi. Mặc áo dài vào, em mặc áo dài vào không? Không. Ô, mặc áo dài vào mặc áo dài rồi. Bảo mẹ anh lấy áo dài cho. Vậy là chúng tôi đã ngồi được hơn nửa ngày rồi, bây giờ cảm giác là đau lưng lắm các bạn. Đau lưng dã man luôn. Gãy xương rồi, gãy xương lưng rồi. Không biết không làm, bây giờ chỉ có nằm ra duỗi như này đỡ đau. Em nè. Hiện tại anh này chậm lắm. Đơ này. Game xem nào. Thì đơ lại mình lại vào iClear dọn rác không? Ai cần đi. Đây, vào dọn rác tiếp này. Đấy, vào dọn rác đi, dọn dẹp rác đi. Anh cứ nghịch cái gì mà nhiều rác thế. Ủa, quá trời rác này. Lúc sáng dọn rồi mà bây giờ lại nhiều rác quá trời luôn. Ủa, lúc sáng 600 mê rác mà bây giờ lại 800 mê rác. Anh nghịch gì mà nhiều đấy. Anh làm gì mà nhiều rác đấy. Nghịch linh tinh như làm gì. Mỗi lần máy anh bị đơ, bị lag là anh lại làm như em, tăng tốc bộ nhớ này.
diệt virus đây, diệt virus luôn này. Đấy, quét virus thế này, diệt sạch virus là máy lại ngon ngay, máy header ngay. Lần sau điện thoại mà giật lag thì anh lại vào ứng dụng iClear đấy dọn rác rồi diệt virus đi nhé. Em ngủ tiếp đây, mệt lắm rồi. Mơ. Mơ gì? Về hết. Đang phóng 180 km/h húc bố của điện. Thầy, làm mơ gì kỳ cục không ạ? Ghê thế. Thôi giấc mơ thôi, bình tĩnh bình tĩnh. Ê, cô ngủ say thế nhỉ? Ba anh em tôi vẫn nhất quyết không ai chịu thua các bạn ạ. Nhất quyết ngồi cuối cùng, ngồi kỳ kình. Không ai chịu thua, bây giờ phải 2-3 giờ sáng rồi. Nhưng vẫn ngồi đây, trời tối đen như mực các bạn này. Trời tối đen như mực luôn. Vẫn ngồi đây. Thua nhiều rồi, bây giờ phải quyết tâm để thắng. Mà dù mỏi lắm ấy. Ngồi... sắp sáng rồi, cố gắng lên. Sắp sáng vặn người cái là kêu cọc cọc cọc. Thôi thì sắp sáng rồi, ba anh em mình cố gắng, ba anh em mình cùng hoàn thành thử thách. Dậy rồi, sáng rồi. Dậy rồi. Mưa này. Ok, vậy là hoàn thành thử thách rồi này. Ngủ đau cái lưng. Hơn 7:30 rồi này. 7:21 rồi này các bạn ơi. Vậy là chúng tôi đã hoàn thành thử thách. 7:30 mới hoàn thành thử thách, nhưng mà còn vài phút nữa thôi, cứ nói trước là hoàn thành thử thách. Thật sự rất là đau lưng các bạn ạ. Ngủ làm ai. Đau thế. Hôm qua làm mãi mới ngủ được nên ngủ một mạch cho sáng luôn, kiểu như là mệt quá, cả ngày ngồi trên xe mệt quá nên cứ làm ngủ miết luôn, bây giờ mới dậy. Mưa, tôi đây có tiếng mưa, âm thanh mưa thì tôi mới dậy đấy. Tuy nó đau lưng mới đau cổ một tí thôi, nhưng mà hoàn thành thử thách thì rất là vui. Thì chúng tôi sẽ kết thúc clip ở đây nhá các bạn nhá. Nếu các bạn thấy clip của chúng tôi hay, cho tôi chúng mình một like, một đăng ký và chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi một lần nữa. Xin chào tất cả các bạn. Chúng tôi vào giường nằm không? Làm gì vệ sinh rồi thì nhị từ hôm qua giờ. Anh thì đi vào giường nằm thì anh đau lưng lắm. Chào các bạn.